Hello các bạn, trong video trước cô đã hướng dẫn các bạn cách phân biệt của because và because of. Và trong video ngắn này thì chúng ta hãy làm bài tập để điền vào chỗ trống sử dụng hoặc là because hoặc because of các bạn nhé. Và các em đã nhớ rằng because thì theo sau nó luôn là một mệnh đề. Còn đối với because of thì theo sau nó sẽ là một danh từ, cụm danh từ hoặc động từ thêm đuôi ing hoặc là một đại từ. Bây giờ chúng ta sẽ đọc kỹ câu để các bạn làm các ví dụ này nhé. I passed the exam, I study hard. Tôi đã thi đậu kỳ thi bởi vì tôi học hành chăm chỉ. Như vậy thì I study hard nó là một mệnh đề với chủ ngữ là I và động từ study. Cho nên ở đây chúng ta phải điền là because he could buy the house being rich. Ông ấy mua được căn nhà vì sự giàu có. Vậy thì ở đây các em thấy being là động từ thêm đuôi ing, cho nên chỗ trống này mình sẽ điền because of. Loving adventure, he travels a lot. Vì yêu thích phiêu lưu cho nên cậu ấy đi du lịch rất là nhiều. Chỗ này là động từ thêm đuôi ing, loving. Cho nên chúng ta sẽ điền vào đây là because of. I like living in the countryside. The air is fresh. Tôi thích sống ở miền quê bởi vì không khí trong lành. Vậy thì the air là chủ ngữ, is là động từ. Cho nên chỗ này sẽ là một mệnh đề và chúng ta phải điền vào chỗ trống là because. The differences in culture, they can't understand each other. Vì sự khác nhau về văn hóa, họ không thể hiểu được nhau. Chúng ta thấy là the differences in culture là một cụm danh từ. Vậy chỗ trống này chúng ta sẽ điền cho cô because of. She couldn't take part in the contest. They were late for their flight. Họ không tham gia được cuộc thi bởi vì họ bị trễ chuyến bay. Vậy thì họ trễ chuyến bay với chủ ngữ là they, động từ to be were, nó là một mệnh đề. Chỗ này chúng ta sẽ điền because. He can't reach the shelf. He is not tall enough. Cậu ấy không với tới cái kệ vì cậu ấy không đủ chiều cao. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là chủ ngữ he với động từ to be is nó sẽ tạo thành một mệnh đề. Cho nên phần trống này chúng ta điền because. She went to bed early being tired. Cô ấy đi ngủ sớm bởi vì cô ấy thấy mệt. Vậy thì being là một động từ thêm đuôi ing. Chúng ta điền vào đây là because of. I couldn't come to the party. My car broke down. Tôi không đến bữa tiệc được bởi vì xe của tôi bị hư. Vậy thì my car là chủ ngữ, broke là động từ. Vậy đây là một mệnh đề, chúng ta sẽ điền vào chỗ trống là because. The bad weather, we couldn't play sports. Vì thời tiết xấu, chúng tôi không chơi thể thao được. Và the bad weather là một cụm danh từ. Chỗ trống này các em sẽ điền because of các bạn nhé.